Vâng, xin chào quý vị khán giả của kênh YouTube Công ty Cổ phần Kiến trúc Kisato. Thì hôm nay mời quý vị và các bạn sẽ cùng ghé thăm cái công trình do công ty chúng tôi thiết kế ở gia đình nhà anh Lê Văn Thành, có địa chỉ tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa các bạn nhé. Thì căn nhà được chúng tôi thiết kế cho anh chị ở cái giai đoạn mà anh chị vẫn còn đang lao động ở bên nước ngoài. Đó, thì trong quá trình xây dựng thì nhờ một bác anh trai của anh Thành thi công. Thì hiện tại đến bây giờ ấy thì là cũng đưa là đi vào sử dụng được khoảng tầm hơn một tháng, gần 2 tháng rồi các bạn nhé. Đó thì chị cũng mới về. Đó thì anh thì vẫn còn đang lao động ở bên Đài Loan các bạn. Đó thì mời quý vị các bạn chúng ta sẽ đi vào bên trong gặp gỡ chị, lắng nghe những cảm nhận cũng như cái chia sẻ của chị sau khi mà căn nhà đã hoàn thiện như thế này mọi người nhé. Vâng, xin mời mọi người. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngồi cạnh tôi đây đó là chị Hồng, là vợ của anh Thành. Chúng tôi đang ngồi trên cái không gian đó là phòng sinh hoạt chung của gia đình nhà anh Thành, mọi người vừa thấy đó. Thì chúng ta sẽ xin chị một chút những cái ý kiến cũng như là những cái cảm nhận sau khi mà căn nhà đã hoàn thành và đi vào sử dụng được một thời gian rồi. Vâng, em chào chị ạ. Và chị ơi, thì đầu tiên thì cho phép em được hỏi là khi mà anh chị đang lao động bên Đài Loan thì lý do gì hay là từ đâu mà chị lại quyết định thiết kế nhà và chọn đơn vị chúng em là cái đơn vị để đồng hành để thiết kế ngôi nhà cho nhà mình ạ? Thì chồng mình cũng theo dõi ở bên công ty bạn một thời gian. Dạ, vâng. Thì sau đấy là chồng mới quyết định là chọn đơn vị bên bạn làm một đơn vị để thiết kế. Dạ, vâng. Thế thì đến bây giờ đã hoàn thành căn nhà được hơn 2 tháng rồi, gần 3 tháng rồi. Thì chị cũng đã sử dụng, trải nghiệm cũng được một thời gian rồi. Chị thấy cái không gian sử dụng này, rồi cái mẫu mã thiết kế nhà này, chị có thể cảm thấy hợp lý và có thể ưng ý với cái thiết kế của bên chúng em không ạ? Theo mình thấy thì nếu mà với cái diện tích mà mặt tiền 7,5 m mà mình với cái kiểu thiết kế mà khá, mình cảm thấy nó khá rất là thông thoáng. Dạ. Chứ nếu mà với theo cái cảm nhận của mình thì mình không hiểu gì về cái vấn đề xây dựng, nhưng mà nếu mà với một cái nhà ống mà với cái chiều dài khoảng hơn 20 m, vâng, gần 30 m và cái chiều ngang là 7,5 m thì với mình cảm nhận là khá gì là ok. Dạ vâng. Thế thì chị chia sẻ mọi người một chút là cái chi phí xây dựng nhà mình là tổng là hết khoảng bao nhiêu cho cái hạng mục xây dựng nhà, chưa kể mua đồ nội thất chị? Khoảng rơi vào 1,7 tỷ. Thì 7 à chị? Vâng. Thì từ khi mà hoàn thành giờ chị thấy cái mọi người đánh giá như thế nào về ngôi nhà của mình ạ? Thì theo cá nhân mình thì mình thấy khá rất là ổn. Còn nếu mà với cá nhân của mọi người thì với khu nhà phố như này thì cũng khá rất là nhiều người khen. Dạ vâng. Thì khi mà được cái những cảm nhận của gia chủ như thế thì cá nhân chúng em, những người làm thiết kế cũng cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà được cái sự cảm nhận của gia chủ như thế. Thì hôm nay chúng em về đây xin phép chị cho bọn em quay lại video nhà mình để chia sẻ với mọi người một cái mẫu nhà phố khá là hợp lý, biết đâu đó có ai đó có mẫu nhà tương tự hoặc là có cái nhu cầu công năng tương tự, họ có thêm một cái mẫu nhà để tham khảo chị ạ. Vâng. Đấy thì tiện đây công ty cũng có một món quà nho nhỏ là gửi tặng đến gia đình mình. Cảm ơn anh chị đã tin tưởng cũng như sử dụng cái dịch vụ thiết kế nhà bên công ty chúng em ạ. Thì chúc gia đình mình luôn luôn mạnh khỏe. Vâng, mình cũng thay mặt gia đình cảm ơn bên công ty. Đấy thì cũng đã thiết kế cho gia đình một cái mẫu nhà khá rất là ưng ý. Dạ vâng. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì xin giới thiệu với quý vị và các bạn cái khuôn viên đất của gia đình nhà anh Thành. Với chiều ngang này chúng ta sẽ có 7,5 m này, chiều sâu này khoảng 28 m các bạn nhé. Sau khi mà lắng nghe những cái ý tưởng này cũng như cái mong muốn của anh chị
anh chị muốn chừa lại một không gian đây cũng như một khoảng đất ở phía sau nhà. Đấy, thì chúng tôi quyết định thiết kế, lên phương án thiết kế cho gia đình anh chị một ngôi nhà. Chúng ta sẽ có 5,5m cho cái phần nhà ở mọi người nhé. Đó, còn bên này khoảng hơn 1m, 1m rưỡi, chúng ta sẽ chừa một cái lối đi ở phía sau xuống cái khuôn viên đất ở đằng sau, cũng như là tạo một không gian thông thủy ở đây để mở được cái khu vực cửa sổ cũng như cửa đi ra phía này mọi người nhé. Đó, ở trước nhà chúng ta cũng có một khoảng sân rất là rộng rãi thoải mái như mọi người thấy đây. Đó, thì anh chị rất là thích những phong cách trẻ trung hiện đại, thì đối với khuôn viên đất như thế này chúng tôi quyết định thiết kế gia đình với một cái nhà phố 3 tầng phong cách hiện đại rất là tươi mới, rất là trẻ trung các bạn nhé. Thì mọi người ở đây chúng ta sẽ quan sát được cái hình khối về phần kiến trúc ngoại thất của ngôi nhà này. Ở phần hình khối thì các bạn thấy đây, chúng ta kết hợp những cái mảng tường, mảng nhấn nhá của ban công này kết hợp với màu sơn trắng tổng thể của ngôi nhà và những cái vật liệu ốp lát ở những cái vị trí nhấn đặc biệt, nhấn da của công trình thôi đó. Với những ngôi nhà phố phong cách hiện đại này thì như các bạn thường thấy đó, thì chủ yếu là chúng ta kết hợp sự bố cục của hình khối được các bạn nhé, kết hợp bố cục hình khối kết hợp với phần vật liệu nữa và trang trí ở những cái mảng tường hoặc là mảng ban công cây xanh để tạo nên cái sự trẻ trung cũng như tươi mới trong cái phong cách của gia chủ đó. Thì như các bạn thấy đây, chúng ta nhìn vào đây căn nhà này, cái phần hình khối mặt tiền cũng khá là bắt mắt với những cái khối nhấn da nhấn vào phần ốp lát vật liệu này, rồi màu sơn tổng thể là màu trắng. Ở phía bên này các bạn thấy này, chúng ta có một cái trên tầng 2 chúng ta có một phần ban công nhấn da một chút. Thì sau này cái ý tưởng thiết kế là sẽ trồng hoa, trồng một số cái phần hoa cũng như cây cảnh ở phần ban công đó, và một số cái cây dạng như dây leo chẳng hạn, như cây cúc tần Ấn Độ chẳng hạn này, hoặc là hoa sứ quân tử chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta trồng ở trên đấy, chúng ta nó sẽ buông rủ xuống cái phần sảnh chính này. Đây là ý tưởng thiết kế của kiến trúc sư. Đấy, thì căn nhà mới hoàn thiện thì chắc chắn là sau này anh chị sẽ hoàn thiện cái phần đấy, thì cây cảnh thì phải trồng một thời gian nó mới buông xuống được đó. Phần trên thì chúng ta có, trên tầng 3 chúng ta có một cái sân thượng rất là rộng. Đấy, không gian ở trên tầng 3, lát nữa mọi người sẽ lên trên đấy thì sẽ hình dung rõ hơn cái phần thiết kế bên trong đó. Mảng bên này giật vào một chút đó. Phần ban công thì các bạn thấy phần tường xây cũng nhấn vào một chút để chúng ta có một khoảng ban công nhỏ của cái không gian phòng chức năng ở trên đó. Đó, trên thì toàn bộ dành hết cái không gian ban công. Ánh sáng thì mọi người thấy đây, chúng tôi thiết kế thêm những hệ đèn downlight chiếu từ trần xuống, dọi xuống, ban đêm bật lên rất là lung linh. Ngoài ra ở những cái mảng tường ban công này, thêm những cái đường ở những cái vật vị trí ốp lát ấy, thì chúng ta có những cái đèn ốp tường để chiếu hắt lên, chắc chắn vào buổi tối các bạn nhìn lên kết hợp với ánh sáng nội thất chiếu ra thì chắc chắn công trình sẽ rất là lung linh. Đó. Về vật liệu thì các bạn thấy đây, vật liệu cửa chúng ta có vật liệu cửa bằng nhôm kính này, đối với những cái vật liệu dành cho những cái gu thẩm mỹ hiện đại, phong cách hiện đại thì các bạn thấy ưu tiên sáng cũng như là gió cũng như vật những cái vật liệu mới mẻ các bạn nhé. Đó. Phía bên này thì mọi người thấy đây, chúng ta có một cái hành lang đi xuống khuôn viên ở dưới nhà kia. Đó. Bên này mở rất là nhiều cửa sổ đi ra phía ngoài này, thoáng là không gian phòng, tận dụng cái lối đi thông thủy ở bên này. Đó. Rất là thoáng. Phần cao độ thì các bạn thấy đây, từ sân lên nhà chúng tôi thiết kế đó là 3 bậc này. Đó. Cũng không quá cao, vừa phải thôi. Còn cao độ các tầng thì được thiết kế theo cái phòng chức năng ở bên trong cũng như cái sự phù hợp về kích thước phong thủy hợp lý với những cái quy chuẩn của những cái tiêu chuẩn của người Việt Nam chúng ta. Rồi, mời quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ đi vào bên trong để xem cái không gian nội thất ở bên trong. Vâng, thì sau khi chúng ta bước 3 bậc lên thì sẽ đến với không gian phòng khách, thì qua không gian từ sảnh và không gian phòng khách chúng ta sẽ có một cửa nhôm hệ mở trượt quay, như các bạn thấy đây, trượt vào, trượt hai cái này có thể giật ra mở quay ra được các bạn nhé. Cửa này khá là hiện đại, tối ưu cũng như tiết kiệm cái không gian sử dụng, làm sao nó gọn gàng nhất, sắp xếp một cách hợp lý nhất. Đó, thì không gian phòng khách này các bạn thấy đây, chúng tôi thiết kế gia đình với diện tích khoảng 26m² các bạn nhé. Một không gian phòng khách cũng là vừa phải, không quá hẹp cũng không quá rộng các bạn nhé, rất là vừa phải cho một cái không gian gia đình nhỏ như thế này các bạn thấy đây. Ở bên này thì có một cái cửa sổ mở ra đây, tất cả những cái hành lang ở bên phía bên tay trái
hướng sảnh chính nhìn ra thì đều mở được cửa sổ, do chúng ta đã chừa lại một cái khuôn viên hành lang đất là rộng khoảng 1,5 m mọi người nhé. Đó. À, quy cách lát nền thì gạch 80-80 này. Ở trần chúng ta có trần thạch cao kết hợp với những đèn downlight, đèn H giật cấp rất là đẹp khi các bạn quan sát tới đây, với ánh sáng màu vàng trên cái nền màu sơn màu trắng này, và không gian nó rất là ấm cúng. À, phần ngăn cách giữa không gian phòng khách phần xuống cái phòng thang thì các bạn thấy đây, chúng ta có phần xây giật cấp này kết hợp với hệ làm nhựa giả gỗ đây, rất là đẹp. Sau này chúng ta sẽ trang trí những cái vật dụng decor này. Đây sẽ có một cái tủ tivi, ở đây những vật dụng decor đặt ở đây, rồi thì những cái cây cảnh nhỏ, tiểu cảnh nhỏ chúng ta đặt ở trên này thì không gian nó trở nên tươi mát và đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Ở quý xuống dưới này thì các bạn sẽ đến với không gian phòng bếp. Phòng bếp này với diện tích đó là khoảng gần 17 m² mọi người nhé. Đó. Chúng ta có không gian nấu nướng ở đây. Ở đây chúng ta có một cái bàn ăn để không gian bàn ăn này. Gầm cầu thang thì có tận dụng để đóng thêm những cái tủ để đồ. Đó. Ở phía trên này khi các bạn ngồi ăn ở đây thì nhìn lên phía trên cao chúng ta có một khoảng thông tầng rất là rộng, cũng như lấy được ánh sáng từ trên tầng 3 thông qua phần mái kính. Chúng ta sẽ chiếu thẳng xuống đây. Đó. Làm cho không gian ngồi phòng ăn nó trở nên là sáng hơn này, lãng mạn hơn, hoặc có những nhiều ý tưởng chẳng hạn. Nếu như các bạn mà có những ý tưởng hoặc là lắp ráp thêm những cái bức CNC ở trên cái tầng thông tầng ấy, thì cái hiệu ứng hoa nắng nó sẽ chiếu qua những cái vách CNC nó chiếu xuống dưới đây thì không gian này càng trở nên lung linh nữa các bạn nhé. Đấy cũng có thể những cái giải pháp mà trở nên cho làm cho chúng ta có những không gian trở nên lãng mạn hơn. Đó. Thì bên này mọi người thấy đây. Chúng ta có một cái cửa để đi ra đây. Đấy, sau này thì anh chị đi chợ búa về có thể đi vào đây, không nhất thiết là phải đi qua không gian phòng khách. Đó. Những cái vị trí hành lang này thì chúng tôi luôn luôn thiết kế thêm những cái vị trí cửa sổ, các bạn thấy đây, mở ra để thoáng cho không gian toàn bộ trong căn phòng. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ với diện tích khoảng là 14 hơn gần 15 m² các bạn nhé, phòng ngủ. Đó, thì hiện tại thì mới có chị với cháu ở nhà thôi, cho nên là không gian này chưa sử dụng đến các bạn nhé. Và chúng ta sau này sẽ kê bộ giường ở đây, bên này sẽ có một cái bàn học đây, bên này các bạn thấy đây có một cửa sổ mở sau nhà, thì đằng sau nhà có một quỹ đất cũng khoảng tầm 3-4 m các bạn nhé. Đó, trần này cũng được thiết kế trần thạch cao với những hệ đèn downlight, đèn màu vàng rất là ấm cúng. Cửa thì cửa nhựa composite các bạn nhé, một trong những vật liệu cửa rất là mới mẻ và hiện đại, cũng như là đảm bảo được tính chất ở độ bền cũng như là độ thẩm mỹ rất là đẹp. Rồi ở cuối cùng thì chúng ta sẽ đi xuống cái không gian của vệ sinh của tầng 1 các bạn nhé. Vệ sinh này thì với diện tích là khoảng hơn 3 m² một chút, cũng là rất là hợp lý. Bên này thì có một cửa và đi ra khuôn viên gần sau nhà, ở ngoài này thì còn khoảng độ tầm 4-5 m đất nữa các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ có một cái sân ướt nhỏ phía ngoài này, cũng như là khoảng đất nhỏ để chúng ta làm vườn rau, trồng rau, có các thứ hoàn toàn đủ đáp ứng cái sinh hoạt cho gia đình. Đó. Về phần thực phẩm rau cỏ. Tiếp theo thì mời quý vị các bạn chúng ta sẽ đi lên trên tầng 2, chúng ta sẽ khám phá thiết kế nội thất ở trên tầng 2. Vâng, sau khi mà chúng ta bước 25 bậc thì chúng ta sẽ đến với không gian của tầng 2. Các bạn có thể để ý một chút về cái phần lan can cầu thang này, lan can kính này, tay vịn bằng gỗ rất là đẹp, rất là hiện đại, trẻ trung các bạn nhé. Đó. Thì không gian đầu tiên khi mà chúng ta bước lên tầng 2 sẽ là phòng sinh hoạt chung các bạn thấy ở đây, với diện tích là khoảng 25 m² các bạn nhé. Đó, chúng ta có một không gian sinh hoạt chung nho nhỏ ở đây, một bộ bàn ghế, sofa ở đây này, một cái tivi ở đây. Đó. Một không gian rất là để tập trung toàn bộ các thành viên ở cái sinh hoạt ở trên tầng 2 này thì rất là hợp lý các bạn nhé. Thì ngoài ra phía trước này chúng ta có thêm một cửa sổ mở đây. Khi mà chúng ta sử dụng cái phòng chức năng này, chúng ta sẽ mở cửa sổ này ra rất là thoáng, không khí đối lưu này. Rồi từ cái không gian sinh hoạt chung này, các bạn sẽ đi xuống cuối nhà này thì chúng ta sẽ đến với một cái phòng ngủ với cái diện tích là gần 20 m² các bạn nhé, rất là rộng. Đó. Tất cả cái phòng ngủ trên tầng 2 các bạn thấy đây, quy cách lát nền là lát gạch ceramic giả gỗ các bạn nhé. Đó. Trần cũng là trần thạch cao với những thiết kế đơn giản hiện đại này, và những sự kết hợp hài hòa giữa ánh sáng và màu sơn rất là đẹp, với những hiệu ứng rất là ấm áp.
Phía sau nhà này đương nhiên rồi, chúng ta có một cái cửa sổ mở ra phía sau nhà, chúng ta có đất ở đây mà, còn rất nhiều đất ở phía sau đó, rất là thoáng cho không gian phòng ngủ này đó. Bên này mọi người để ý chúng ta còn một cửa sổ nữa, một cửa sổ đây nữa, rất nhiều cửa sổ mọi người nhé, rất là thông thoáng, mùa hè mở ra rất là mát. Cửa các phòng ngủ vẫn là cửa nhựa composite mọi người nhé. Cửa này mọi người nên tham khảo trong quá trình xây dựng ngôi nhà của mình, rất là hiện đại, rất là bền. Rồi, đây là không gian vệ sinh của tầng 2 với cái diện tích là khoảng gần 4m2 các bạn nhé, gần 4m2 cho không gian vệ sinh chung. Mời mọi người chúng ta sẽ đi tiếp theo lên cái không gian ở phía trước nhà đó. Các bạn thấy đây, chúng ta có thêm những vị trí cửa sổ ở dọc hành lang đây. Đấy, rất là thoáng. Rồi đây sẽ là cái không gian phòng ngủ của tầng 2 với cái phòng ngủ diện tích là khoảng gần 25m2 các bạn nhé, rất là rộng. Đấy, các bạn thấy đây, được thiết kế bố trí đồ nội thất rồi những cái setup đồ đạc, bố trí không gian rất là đẹp, rất là lãng mạn. Đó. Cửa sổ ở đây các bạn nhé, chúng ta có cửa sổ rèm chắn nắng ở đây. Đó. Ở bên này chính là cái phần ban công ở trên tầng 2 phía trước nhà đó. Thì mọi người thấy đây, đó, phần ban công này. Chúng ta mở cửa sổ ra để tưới tắm cái cây hoa, cây cảnh mà chúng ta trồng ở đây. Đó. Đây chúng ta còn một cái ban công đi ra phía ngoài nữa. Đó. Đây chính là ban công mà khi các bạn nhìn từ phía ngoài các bạn nhìn sẽ thấy rất là rõ này. Đây phần ban công rất là thoáng, mở ra lấy được toàn bộ khí ở đây. Buổi sáng khi chúng ta thức dậy hoàn toàn có thể ra ban công này ngắm nghía một chút về quang cảnh phía trước. Các bạn thấy đây, khuôn viên đất nhà anh cũng khá là đẹp, vị trí khá là hay. Các bạn thấy phía trước nhà chúng ta có một con sông đó. Phía trước nhà đó không có, nếu bình thường các bạn hay gặp ở những cái nhà phố thì phía trước nhà thường là một cái dãy phố của nhà đối diện, nhưng mà đây ở trước nhà một con sông, không khí trở nên là cái không khí sống nó trở nên là thoáng hơn, nó tránh cái sự bí bách mà sự đông đúc của phố phường các bạn nhé. Đó. Tiếp theo thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đi lên trên không gian của trên tầng 3. Vâng, thì sau khi mà chúng ta lên không gian trên tầng 3 thì các bạn thấy đây, chúng ta có một khoảng thông tầng giếng trời ở đây, lấy sáng gió hai bên thành đều hở hết các bạn nhé, lấy được gió xuống khá là ấn tượng với những không thiết kế này, rất là thoáng này, sáng này. Đó. Cửa sổ thì vẫn như là những bố trí thường lệ, chúng ta có những thêm vị trí cửa sổ đây lấy thoáng này. Ở dưới này thì chúng ta có thêm một cái phòng giặt phơi ở đây các bạn nhé. Phòng này thì để máy giặt cũng như là để đồ quần áo khô. Đấy, còn phơi phóng thì chúng ta sẽ có khoảng sân sau này để là sân phơi các bạn nhé. Đấy, cửa thì cửa nhôm hệ để ngăn cách này. Đây, khoảng sân sau. Rồi quay trở lại cái phía trước nhà. Phía trước nhà chúng ta sẽ có một cái phòng thờ nữa. Phòng thờ thì ở vị trí này mọi người nhé. Đây, không gian phòng thờ của gia đình đấy, khá là ấm cúng. Trước cửa phòng thờ chúng ta cũng có một cửa sổ nhôm hệ nữa. Đấy. Và một khoảng không phía trước chính là cái phía sân thượng phía trước nhà, rất là mát mẻ mọi người thấy đây. Đấy. Hiện tại tôi đang đứng ở trên không gian này, tôi thấy khá là mát mẻ và ấn tượng. Đây các bạn thấy trên chúng ta có một cái máy kính ở trên để lấy sáng xuống này, rồi thì những cái hệ đèn downlight chiếu xuống này, vị trí bồn hoa cây cảnh ấy. Sau này trồng hết bồn hoa cây cảnh vào đây thì chắc chắn những không gian như này, hoặc là nhìn tổng thể từ ngoại thất này, cực kỳ ấn tượng và bắt mắt các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ trồng một vài những cây cảnh ở đây, rồi một vài những cái dây leo ở đây nó buông xuống dưới này này. Đấy, không gian nó trở nên lãng mạn hơn, rất là đẹp, rất là tươi mới cũng như là rất là thiên nhiên. Và vừa rồi thì mọi người đã cùng tôi tham quan một cái mẫu nhà phố 3 tầng với những cái thiết kế rất là hiện đại, mới mẻ, rất là phù hợp với những cái lứa tuổi trẻ trung và phong cách hiện đại mọi người nhé. Đó. Với cái chi phí xây dựng là 1.7 tỷ cho không gian thiết kế, chúng ta tầng 1 sẽ có một phòng khách này, một phòng bếp này, một phòng ngủ, một vệ sinh chung. Trên tầng 2 chúng ta sẽ có hai phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung, một khu vệ sinh chung. Trên tầng 3 thì các phòng chức năng như là giặt phơi, sân thượng khá là rộng này, và thêm một phòng thờ nữa các bạn nhé. Đó, một những thiết kế với cá nhân mình thì rất là thích, bởi vì nó rất là trẻ trung này, nó mới mẻ, nó phù hợp với những cái lứa tuổi. Thì nếu như quý vị các bạn có những khuôn viên đất tương tự này, hoặc là có những cái sở thích cũng như là nhu cầu bố trí công năng tương tự như gia đình anh Thành, có thể đây là một cái mẫu nhà để mọi người tham khảo trong quá trình xây dựng ngôi nhà tương lai của mình. Thì một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại trong video chia sẻ nhà tiếp theo. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành.
chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.